Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Video không có ai tiện á, bao giờ bán hàng cơ. Bán là video mới lại bán eBay. Ok. Ok, mua cho sao cái gì? Boxing Day thằng A hốt. Thằng Boxing Day đâu có này nè, đó. Boxing Day. Ừ, được rồi. Thằng mua đồng hồ bên không? Kim cương đồng hồ. Trời ơi, có rồi, thằng có rồi xe bánh luôn hả? Hãy nhớ mấy cái mỏ kìa. Rồi. Mỏ mấy anh còn nhiều không? Thằng mày dầu rồi. Mỏ bao nhiêu đâu? Thằng mày dầu. Thằng kim cương, mấy kim cương. Thằng con mèo mất hết đâu. Đâu. Mỏ bao nhiêu rồi? Cái này bình thường mà thằng hồi mất hả? Rồi hết bình thường này. Để mua kìa, nó không phải của anh đâu. Bây giờ cầm bên đây mà đâu sáng đâu để cho anh. Cái thường thế mà từ đầu cắt ra, ngoài lại cắt ra. Thì biết rất nhiều khúc rất là nhiều thừa thải. Đâu quá vậy? Quy lý. Ngoài game mua có 2 đồng. Anh nhớ mà cắm dây ra ngoài chứ phải ra bên đâu. Đồ cái thằng cà phê kia rồi. 600. Mấy thằng cà phê 600. Tùy đi. Nếu em đi ở chả gì cả, chả gì phải gì cả. Thằng này chú thằng bụi diễn đi. Thằng này mua tất cả mọi thứ thằng muốn. Ok.
thằng quay thằng mang ngoài làm việc này thằng gãy đùi thằng làm việc cái gì thấy mày là nhỏ thằng mày thằng nhỏ xíu mà ba mươi lãm đầu mà mâu từ ý là ngồi trên giường làm việc được đó vậy thành hết nhìn thành hết cái bàn kia có thằng nhiều như thế à. Ui, vào vào cái đó vậy cái cây bát của thằng bự hơn nhỏ nữa còn gỗ không có để điện thoại thôi để nghiêng lên đó hạnh nghiêng lên nghiêng xuống để không bắt không đó chào anh mua anh mua không cậu máy gì mất kìa có bị động đu bấm nút kìa 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 cái điện thoại của em hả thôi đẹp rồi đó mày đúng chỗ mày vào ngay giữa thầy ơi đó nè đừng có đụng nắp tay ra nắp tay thằng ơi đó ừ bút luôn mà bút đi làm bút iPhone luôn ờ bánh tự động gọi đây ra hết đi rồi tự động này rồi chú ơi 1 2 bả tự động này lên đây nhìn trời ơi mà để này bả vừa cái dưới cái học mình không thầy biết nhỏ rồi nhưng thường xuyên nó lại thôi là nó này nhiều quá cái này chỉ có để tiệc tùng thì ra thì ok good hả à, đi được cái cây cho thằng thoải mái đi cái gì cũng được cũng bự á ai biết ngoài này có đồng tỷ à mà không sao ừ rồi có đồng tỷ mà trời ơi, cái gì mềm xèo đó, móc cái nhầm dữ thôi, xe mỏi kém được thằng, mình làm kém bây giờ làm kém được đi kệ theo cái kém kệ theo, ừ, bữa vô mắt hơn, kém kệ nhớ kệ mua, mà chuối đây, kem đi, để gì còn mỏ chuối này hả cái cá hơi nhỏ sao mà chú không? Ừ, chú đi, lấy lại không? Hả, cá một rồi hả? Không biết, đừng cái to hay ngọt hơn lấy hả? Ủa được rồi, lấy lại thôi đi hổ này luôn, lấy được mọi sâu, thỏ, tư hư, các thứ chà bà, chà biết do mấy cái này mà không ngọt với thằng anh đó mua dâu vậy hả mua dâu mua bài bổ mềm tỉnh mềm thẳng không bà không bánh mì này đâu
Đó hả? Bánh mì có cô mày. Đó, không được, em cũng... Bơ hả? Cái gì bơ? Mày đỏ là cái kia vô đó hả? Thịt hả? Thịt cá hả? Cái gì nữa? Cái gì kỹ tâm? 30 tâm tì tôm cá mua cá được cái này đang cá đi đang 51 một bát người thấy chảy nước lẹ nè trong cùng mày ngon nè mày chảy nước ra cái này hồi lấy cái này trong cùng có chảy nước này không bát 13 tháng 12 nha mấy ngày như rồi bát 13 tháng 12 không mày thấy 14 tháng 12 là ngày bao nhiêu cá không thì mua cá nấu canh rồi canh thì là canh lấy rồi cái này trong cùng hả nè 14 nè dê nè nó không chạy hết vậy à nhiều quá thì sao sẽ kẹt được nước chảy ra mà kiểu đây rồi không ra gì đâu nữa rồi không có ra tại sao không ra ta nó có hút nước mà không có ra nước hết nước gà không được rồi bằng chưa anh không bằng hai fillet kino cho anh mười một đồng ký rồi không thoải mái luôn bao anh luôn rồi rồi mày tưởng đen mày tưởng đỏ vậy không nhẹ nó hả sữa vô gọt cho cun vậy không cô son có cô son kìa ấy sao đây sao đây thank you anh hết rồi anh gần tại vì anh cầm cái này mà quay mày nghĩ rồi chứ rồi quay đi ra đứng đợi rồi rồi đủ gì chắc sửa nha cun này cầm đây mình lấy cho cái mà
Người đâu vậy hẳn? Tiếc sụt. Xe luôn. 17 đâu? Được không? Đâu bao nhiêu tiền? Không thấy gì cả. 110 đồng. Khác bao nhiêu? Tại sao?